Ok, hô lên anh em. Hôm nay chơi thử con game mà tôi mới tìm hiểu nó xong. Game có tên là Quyển sách của chiến binh. Thì con này thấy giá khá rẻ nên tôi mua luôn. Cũng chơi thử tí xíu rồi. Thấy game cũng làm ổn lắm. Đây là cái trailer. Về thể loại thì nó chỉ có nhiêu đây thôi. Nó giống mấy con mà Into the Last hay là Dũng sĩ sông Nil á. War God of Nil mà phần 2 mới ra phần 2 gần đây á. Tôi cũng phá đảo hai phần game của con dũng sĩ sông Nil đó rồi. Into Last thì chưa có chơi. Thì thấy con này giá rẻ rẻ. Có 75 ngàn à. Nên bữa nay cũng mua luôn. Thì game này nó chỉ đơn giản là mình điều khiển mấy con lính đó để đi mà dàn trận rồi qua từng màn thôi. Thì nó giống hệt như con Nil này đi. Đó. Nó có hai phần, phần 1, phần 2 mới ra đây nè. Thì về đồ họa thì tôi thích phong cách đồ họa của con này hơn. Con nãy thì của mấy anh China nên phong cách nó xu hướng là chibi rất là nhiều. Nhưng mà đồ họa thì con kia đẹp hơn, nhưng mà tôi thích thì thích kiểu này hơn. Rồi, tranh thủ vô game thử. Cốt truyện nó thì cũng chưa có gì hết. Chỉ đơn giản là nó giới thiệu về quyển sách cổ nữa, có chứa sức mạnh của 7 8 chiến binh gì đó. Thì cũng mới đi khoảng 1 2 lần game thôi. Ăn hành toàn tập. Thì nó nhiều cái phức tạp quá. Nên cũng chưa có quen cho lắm. Tôi chỉ mới biết chơi được con này. Em này mục sư chỉ có hồi máu thôi. Con này là pháp sư. Cái hit này là sao đó? Tôi ghê chuột vô thấy nó hiện cái hit gì đó. Nhiệt ở đây nè. Hiện tại hết là không nè. Tất cả đồng minh thì nhận thêm không xét thương nhược lý. Cái này là mấy cái điểm tăng, cái điểm ta lệnh á. Khi mình đi một đợt gank thì nó cho mình cái điểm này. Cày cuốc hơi bị nhiều á. Tôi chỉ mới nâng được cái chút xíu xíu này thôi. Gold cap nó là dạng như thành tựu. Khi mình đạt được cái thành tựu thì mình nhận được cái điểm này. Còn video chơi thôi, cũng nhiều cái lắm. Tôi chưa có đọc hết nữa. Không phải nhiều cái lắm mà là quá nhiều cái luôn. Ông nội đẹp làm biếng à. Cái nút này nút quay về mà vẫn chỉ cái mũi tên sang phải nè. Đáng lẽ chỉ qua trái mới đúng á, hoặc là đặt nó bên đây, hoặc là đặt nó vị trí trên. Không đặt mà chung cái icon này chung dòng chữ luôn, tại lười đó. Thì chắc do game mà ghẻ quá nên mới làm vậy. Bây giờ chỉnh tiếng to lên. Giờ fix. Rồi ok, vô game. Thì đầu tiên mà mình chọn một trong chín nhân vật này mình đi thôi. Tôi chỉ biết chơi con đầu tiên à. Mấy kia chơi chưa lần nào hết. Tăng, kỵ sĩ, kiếm sĩ, Gogo hả? Chơi kiếm sĩ đi. Kiếm sĩ mình đang dạy khiêu cho nó rồi. Chưa biết chọn khiêu nào nữa. Thì một nhân vật của mình là nó có giới thiệu cái lát ở đây nè. Cái này dùng đánh. Là mình đứng ở đây mình sẽ đánh được bốn người xung quanh. Cái mùa hạt là 3. Là có khả năng di chuyển 3 ô. Cái này là công kích. Con này thì nó có 8 chỉ số á. Công phép, cái này là kháng xét thương nhược lý, cái này kháng phép, cái này là tăng tỷ lệ giết và cái đòn đánh nữa. Chí mạng thì không thể là né được, cái này là phản đòn, còn cái này là né đòn, còn cái này là máu. Thì mấy chỉ số này cũng chưa gành nữa. Khi mình nâng cấp cái nhân vật mình lên thì từ cái hàng đục cận chỉ này nè, nó sẽ qua được anh niên này, bậc thầy kiếm sĩ. Bây giờ tôi lựa cái khiêu đó, tăng 2 trên được khiêu lên 4, cái này mặc định này. Khi mình xài cái mà vũ kiếm á, vũ điệu kiếm sĩ á, thì sẽ áp bụng dùng một đi bút bút hay là lấy đi bút à? Mình nghĩ lấy bút ngon hơn. Thì cái này là khi dùng cái đó thì sẽ cho một đồng minh thêm một cái bút nữa. Tôi nghĩ là không cần đâu. Tôi chơi chiến thực là một thằng này công hết thôi. Nếu HP không giảm trong cái vòng một giao đó, đó thì cái kill mình sẽ cooldown đi một. Hơi khó lắm, lấy ở bên đây hết điểm rồi. Rồi, vô thôi. Đầu game thì nó cho mình 3 ấn đồ. 75 vàng.
một cái khiêu ngẫu nhiên, một hoặc là một vật phẩm ngẫu nhiên. Đây là cái thông tin nhân vật của mình, cái này là cái đường đi. Cái đường đi này thì nó có hướng dẫn đây, nó có 5 loại đường màu sắc. Màu cam á là đánh bình thường, màu đỏ thì đánh boss, màu tím thì mấy sự kiện, xanh lá là cái bonfire nè. Cái xanh lá ly cà phê là bonfire, bonfire vô đó mình có thể tuyển thêm người với mà hồi máu. Bây giờ là mình có cái kho đồ, nó gồm hai loại nè. Ở trên là cái khiêu, không mấy khiêu nó dạng như là cái giao huy á, cái sigil dịch ra là cái giao huy. Cây 15 đam trăm, khi quân địch không di chuyển ở cái giao cuối, cái này cho phép mình đeo không tác dụng gì hết. Rồi bắt đầu trận chiến, mình thả nhân vật mình vô bắt đầu thôi. Nhận được cái bút gì đây? Rồi mình chém cái nó lướt ra sau luôn đó, phản đồ. Mình sẽ nhận được ba cái loại vật phẩm, cái vàng thì để mua đồ, cái thứ hai là cái viên ngọc này thì để nâng cái level, cái thứ ba cái này để nâng cấp cái mà giao huy. Đây gom 5 tiền đi, chứ thực ra ba cái này không nào ngon hết. Lấy kháng phép cũng được, kháng phép mình thích. Vậy sao đánh đau dữ trời lắm, nâng level nữa. Ngon đây, quá cùi luôn. Trong cái số này thì máu là cái cùi nhất, tại vì mình tăng hai máu là mình chỉ tăng có khoảng 5% mà. Còn giống như mình tăng là một giáp này đi thì nó tăng tới 16% nữa. Đây là nó cho mình hồi phục 10% máu mỗi lần mình cách một khiêu. Cái này là sử dụng 100% cái điểm kháng phép của mình thành cái máu, nếu như máu mình dưới 50% tại thời điểm kết thúc giao. Không, mình có thể đánh một con xài khiêu hoặc là con xài sát thương nhật lý. Đánh con xài khiêu đi, vô chậm lắm. Được cái bút gì đây? Khi mà tấn công đam thường thì sẽ gây thêm 10% đam với 10% máu tối đa, nó có thể tắt lên tới 10 lần. Cái khiêu này chắc để đến boss. Nó chạy đậu chết luôn rồi. Còn tôi nó có cái nội tại là đánh thì nó sẽ lướt qua cái nhân vật đó, nên mà mình đánh mình phải tính cái vị trí. Đứng trong cái bụi cỏ thì mình tăng được 15% né tránh, đứng dưới nước thì tăng một tí mấy chỉ số khác nhưng mà bị ướt. Nhận một gen hoặc một arcane mỗi lần mình phản là vương quân địch. Phải ghi là phản đòn đúng không ta? Cái này toàn bộ khiêu vô kỹ năng thôi. Thì boost mục tiêu thì sẽ nhận 80% chỉ số, 8% chỉ số ghét. Tôi nghĩ lấy cái này cho em pháp sư á. Mỗi cái đòn đánh cơ bản mình sẽ nhận được mức cho đến khi ghét. Này là ngon à. Mặc dù nó không hợp với mình cho mấy. Mình được cái túi vàng, nhận được từ 0 đến 100 mà mình nhận được 16. Mấy cái này cũng đi, vô đây mình có thể tuyển quân. Đây có em pháp sư với em hồi máu thì chắc tôi được chọn em pháp sư trước. Đây pháp sư có chiêu debuff như cái cục này cho em nó luôn. Lấy điểm kháng phép.
lên cấp nữa luôn. 18. Niên này mới có 13 đam à. Đây mình có thể mua đồ. Mua một cái skill đi. Ngọc thủ. Khi mà mình nhận được siêu á thì hiệu ứng này sẽ tăng 10%, khá là cùi bắp. Rồi đi thôi. Cái thứ này là sự kiện ngẫu nhiên. Đeo cái đội giày bay vào. Không biết làm gì luôn. Em này level 4 thì có thể nâng được cái chiêu là lên cấp 2. Đúng 3 cái màu xanh nè. Bây giờ đi vô đây thì nó máu nhiều, vô đây xài kêu nhiều, ở đây xét đương vật lý nhiều. Team mình thì kháng phép nhiều thôi, nên chắc đánh mấy cái thằng mà máu kháng phép cao. Không, đánh mấy thằng mà xài kêu đi. Em này để đây. Đây. Rồi ok. Mình sẽ chém nó xong mình lên cái bụi cỏ tăng đường tí nữa. Một hit chết luôn. Ông đứng bên đây đi. Nếp góc nó. Nó bị mất một tôn này. Điểm biệt. Giờ mới ra chí mạng. Tăng vừa tăng chen tăng ken luôn à. Cái này thì giống cái nãy của mình quá. Sau khi mình thịt thằng quân địch á, thì cái đòn kế tiếp mình có thể 50% đam hoặc chí mạng. Nâng lên level 5 có một điểm kháng phép được 4 điểm tốc độ, 2 kháng phép được 4 tốc độ, 5 ngọc nữa là mình lên luôn, chuyển lát luôn từ em pháp sư qua là ma pháp sư. 2 Arken. Trời ơi, đi ngang cũng được nữa hả? Đó giờ tôi mới biết luôn. Để gì đây? Kinh đao giảm 1. Chi mạng đường phát chết luôn. Bây giờ đánh em này đó. Diệt nó.
cố gắng giữ máu, được cái shield gì, kho báu gì đó nè, sử dụng luôn, dùng luôn. Đòn không ghét thì tăng được 10% đau. Chỉ số trên của mình sẽ tăng 10% khi đánh vô quân địch đầy máu. Lấy này đi. Vui đinh là cái gì vậy ta? Phải ghi là cái tỷ lệ ở dưới. Mình đeo vô không tác dụng gì mấy. Đây đây đây, Fargi đây. Mình tuyển được thành viên thứ ba. Kiếm em nào hồi máu á. Này xa thủ á. Kỵ sĩ. Fargi né hồi máu. Lấy tăng ta. Mình nghĩ lấy hướng Gogo nè. Gogo này là chưa chơi bao giờ. Cái ngọc này chắc hợp cho nó nè. Nó thì né tránh với mà kháng phép. Không có đồ gì Yonku nữa ta. Mua luôn. Máu 10% nếu mình không là phản đòn hoặc là né tránh. Con này né tránh cao lắm. Rồi đi thôi. Con này mới level 2 à, chưa làm ăn gì được hết. Tăng kill cho nó luôn. Giờ đánh mấy quái to nè. Châu dưới ta. Hên chí mạng chết ngon luôn rồi. Trong hai gao hả? Giữ gao sau đi bút. Đâm hằng địch bằng cái cây dao độc của mình. Sau đó áp dụng cái hiệu ứng độc vô. Chết luôn rồi. Đơn giản vậy đó hả? Đi được con quyển sắp vàng luôn à. Cung cung thì chắc đưa cho một hai đứa này được. Đoàn chí mạng thì sẽ phá được 20% phòng thủ với kháng phép của địch. Cái nào cũng ngon nhanh. Mình cái dưới đi. Lấy luôn. Sạch tiền rồi.
chuyển thể. Đó, nhuộm tóc tân đam. Vừa đủ luôn. Cái này đi. Bây giờ mình đi tiếp là mấy cái bọn thủ cao này thì mình chỉ có một đứa phép à. Một em phép gánh được không ta? Còn bên đây thì nó né cao. Né cao thì mình có thêm chí mạng. Cây cung là cái gì ta? Cây cung thì để đánh mình sốc đam cao. Cái đánh này trước đi. Em này đứng trong lửa hình như là đánh được cái khiêu lửa nữa hay vậy? Oh. Mày thì pha ghi chỉ mày hả? Xếp lộn rồi, xếp này bên phải này mới đúng rồi. Đảm yếu cái gì ta? Quên, nó xài khiêu đầu trước mới đúng. Chí mạng. Nó dính độc rồi, con trên dính độc rồi. Khi hai đứa quân địch mình chặn đầu hai bên của nó thì đánh vô thì nó có thể gây đam được, đánh thêm lần nữa. Ô, cái này mới à. Đây đây đây. Tăng một thôi không ngon, tính tăng một phép. Giảm cái thằng tấn công là 10% chí mạng. Phui ngọc rồi, tí nữa mình sẽ ép mấy viên ngọc cùi cùi rồi. Giống Talon quá vậy. Đam yếu à, có nên lấy đam cho nó không? Một thủ đi. Không lấy thủ sao này khó chơi lắm. Cái gì trong vòng 13 tuần giết nhiều quân địch nhất có thể trong vòng 3 tuần. Thanh niên đứng phải solo đi, ok. Này là sao? Tạo gần cái bóng đánh nó kìa. Bá gì? Cách kêu chết được một trong hai con nữa, chết thôi ba con luôn rồi.
cản lại, chém lại. Ừ, giao sao đi lên nữa. Chết luôn. Còn con này. Ủa, đánh đây mà nó dăng tới đây được hả? Vàng 6. Sao đánh chúng con đây mà dăng đường đây nữa? Rồi dứt điểm nè em. Nãy giờ mình đánh nhiều gao vậy? Kill 42 vàng. Nhận một thêm một gen khi mình ghét được một gen. Phát phát cho thanh niên này. Quái tinh tí thì sẽ tăng thêm 25%. Chỉ có cả các chỉ số, nhưng mà mình cũng nhận được nhiều tiền với mà nhiều cái ngọc hơn. Ủa, không được chọn thêm hả? Nghĩ em này lên 8 luôn đi. Lấy điểm kháng phép. Mình còn một viên ngọc đang siêu. Di dài viên đá này. Mình có thể nâng được cái chiêu lên. Nâng này đi. Nhận được 4 gen. Mỗi lần mình đấm được một phần. Rồi ok. Chơi quá khó nha, chơi quá dễ. Này phích cao lắm cho nó đứng ngoài. Chỗ nào cũng đọc với danh chết thiệt. Chém cái đi rồi lướt lên trên. Ừ, dạ. Phải đâu.
Bụi vải nó cắn phát hàm mấy máu. Vậy kiếm quy tông chưa chết nữa. Đúng đạo luôn á. Tem mình không có tăng, nãy tôi chọn sai lầm quá. Cái này ngon nè. Mục tiêu bị thương, cái phá giáp này có tính bị thương không ta? Nên là không gần cho lắm, chắc lấy cái hai này cũng được. Rồi lấy một cái thôi. Vô trong này thì mình có thể là ghép ba cái ngọc khùi lại. Cái ngọc nào không xài thì mình ghép lại. Cái này cũng khá là ngon nè. Nhưng mà phải giết mục tiêu mới lấy được. Chỉ nhận được cái tím thôi. Đó, nhận được cái vàng nè. Chơi. Gì đây, cái gì đây? Khi mà đua á, cùi quá vậy. Khi mà đua thì quân địch á sẽ phản phản đòn ở trước mình, nhưng mà không thể là bị trừng phạt chết luôn, quá cùi. Ép ra cái tím này. Cái này cũng được. Mày cũng được. Lên 10 luôn. Một thủ đi yếu quá. Này thì đám yếu thiệu luôn. Cũng cùi bắp luôn. Sau khi mình di chuyển thì sẽ thành công một đòn đánh sẽ áp dụng chảy máu. Ngon. Cái này, hai cái này rất là hợp cho mình nè. Cái này thôi. Nếu áp dụng một debuff thì cũng mà tắt thêm một cái hiệu ứng trọng anh nữa. Mỗi lần mình xài một khiêu chủ động á, 100% kháng phép cơ hội, có 20% hồi máu thêm lần nữa, nhận 10% máu mỗi khi mình cách một khiêu. Hai cái này phòng thủ mà ép tại ra cũng độ phòng thủ cũng khá là cùi. Đi thôi. Boss rồi. Tăng thêm 50 chấm này. Không, nó màu thôi. Mới tập chơi Golem á. Cái bản nhạc này rất là quen luôn. Con này 44 máu. 32 34. Nếu có đánh thì sẽ đánh con chim trước.
Rồi mình đánh nó cái nó đánh giả một cái. Xài này trước đi. Ấy. Ở 8 máu à. 4. Chọt chết game luôn. Tự để khiêu đánh vô này mà nó có lớp giáp cứng lắm. Mất điều khiển luôn rồi. Hai này mất điều khiển luôn. Tuần sau đọc chết rồi, không còn xài kêu đồ uống lắm. Né, hình liên này né ảo vãi. Cái đá rơi này là sao ta? Thôi tốt nhất là đứng xa coi đó đi. Cái gì vậy? Người đá mà dính độc á? Vừa độc vừa cháy máu luôn. Nó đẩy mình vô lửa rồi kìa. Khi mình trái trước để lấy bút thì tuần sau mình mới chọn nó. Bây giờ sắp chết luôn rồi. Mất điều khiển luôn rồi. Mẹo ổn rồi. Ây da. Nên còn một máu thì làm cái gì nữa. Mình đứng trên lửa thì mình được boost theo cái skill của mình không ta? Rồi nó đánh mình như con vậy. Rồi bay màu luôn. Rồi toàn rồi. Còn 48 máu à. 30 máu, nó đứng vô lửa nữa. Một hit chết luôn. Lũ đạn game. Làm lại. Kiếm sĩ thì hơi mỏng quá. Lấy pháp sư đi.
tăng thêm 15% cooldown khi dồn vào cùng mục tiêu. Còn cái này thì tăng gấp đôi số lượng quả cầu, nhưng mà nó gây lại nửa đam. Bù lại cái dưới quả cầu thì có 30%, gây thêm một cái hiệu ứng thiêu đốt. Ăn hành nhiều nó giết nó quen. Tăng thêm 10% máu tối đa khi đứng trên sông. Lấy cái này đi, hồi cho ông tăng. Không biết nào mới có ông tăng nữa. 60 tiền. Kháng phép mình cao đánh đây. Rồi cho nó tự bò lại đi. Trời nó khôn quá. Không biết lãi lãi hay lỗ nữa. Lucky à, 15% cơ hội reset kill đó. Đây, đây cái này ngon. À cái này cua bắp cút. Đây đây cái em mục sư nè. Đúng không tiền luôn. Không có tiền để mà gon nữa chứ. Không được. Nằm cái viên ngọc này do con bé này là đúng ngon luôn. Có cà phê rồi, khối cần giữ máu. Mày đánh chị mày hả? Không có chí mạng rồi luôn. Nãy cái gì đưa con bé này xuống dưới cái hồi luôn.
10% đam. Như địch nó không gây đam cho mình. Đây 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 đây. Nó cũng quan trọng nên không bỏ được. Thăng tiên không có đủ vàng mà gót luôn, mấy hai đủ vậy. Trong bách tờ mà mỗi lần mình dùng cái khiêu đó liên tục thì nó sẽ cộng dồn đam 20%. Cái nào cũng ngon nhưng không bỏ được. Bây giờ mình có hai khiêu rồi, 15% rất là giá trị luôn. Cái này thì em này yếu quá, đưa cho nó cũng không tác dụng. Cái này tăng một đam khi áp dụng debuff. Là cái này cũng tính nữa nè, cái này với nhau gặp nè. Cái này cũng gặp luôn. Ủa? Cho đánh mình cái ha, hồi máu. Ôi vãi. Này là sao ta? Cha gấp gồ hết rồi. Đấy em này đi.
Cần phép. Em được thủ cao phết chứ. Cho thời kháng phép thì mình nếu quá có mỗi em mục sư là cao à. Đứng này cái dùng độc không nữa chứ. Hưng kho báo. Đạo dữ vậy? Phải. Không đánh được rồi. Chết rồi, em này cũng đem máu tới tới luôn rồi. Vào đây thôi. Cái gì? Vãi, hai xin sẽ tắt chảy máu. Thôi thốt luôn. Em mục sư của tôi kệ cũng đi bò bò đó lụm được đống đồ. Mình dính debuff đó thì mình đấm vô nó. Chịu hồi hả? Tem này làm gì có ai chịu hồi. Em này không có giáp yếu à. Biến hình. Thi thủ mặt trăng. Cái phép đi gì cho nó sao. Hết ngọc rồi.
Bỏ cái này uổng quá. Cái này phải đứng trên mắt ma mới xài được. Còn cái này thì tấn công nó gây đam. Giảm cái hit rate của nó là tăng của mình lên 10%, nhưng mà cái này thì lại tăng lên được 100%. Này mỗi cú ghét lại tăng 100% nữa. Cái này cũng dồn ghét. Cái nào cũng ngon nha. Giờ lắp vô cũng được. Đứng trên nước được hồi một tí máu nữa. Trời phá ghi nữa chứ. Mày né hộ. Phui máu luôn, phải. Ngon, giao này thành công. Tím nè. Này tí nữa đi liền. Chết rồi, quên xếp đội hình này. Yếu quá. Không được như nãy rồi.
Đứng đây đứng ngu rồi. Đánh đâm đó. Chết nè. Bản đam không kịp tại mình thiếu đam á. Ủa này cái gì đây, được thành tựu mới luôn rồi. Ngon vậy, có tiền rồi, có muốn ở lại cũng không được. Lô à, có ngồi rồi. À, chức năng em kỵ sĩ lên đó, năm ngọc được paladin, hai điểm kháng phép đi rồi lên 7 luôn. Thủ khá là cao rồi nên tôi nghĩ lấy điểm top đi, này có được thêm kill mới. Còn gánh tem này lên 8 luôn, điểm này thì chả ngon dữ lắm. Một kháng phép cũng được, này bán vô, bán mỗi ngọc này thôi hả? Đỉnh quá to. Con gấu này nó 70 mấy đam. Sao ẩn được cái này ta? Nó có khiêu đã rồi, 76 máu, 44 máu. Ok. Đi đại vô độc đi chứ biết sao giờ. Mình đứng trên lửa nên cái khiêu mình nó cộng hiệu ứng luôn rất là ngon nha.
Em pháp sư của mình bây giờ mạnh quá rồi. Kỵ sĩ sao mới đánh được hai đòn nữa ta? Mày đánh à? Cho tay mình tự nhiên cảm giác nó mạnh mạnh vậy. Cái cảm giác ăn hành khi nãy đâu rồi? Cái gì đây? Mỗi cái đòn tấn công du địch sẽ áp dụng theo một cái lượng thiêu đốt. Đam thiêu đốt bây giờ sẽ không có bị mất nữa. Ngon. Khi quân địch mới giết, khi chủ động thì sẽ hồi được một cái nữa. Một lần mỗi giao. Cho một mối giao. Mỗi lần mình mà xài kêu chữ động 100% cái lượng kháng phép sẽ hồi máu cho mình. Ba cái này đều ngon hết. Cái này cũng ngon nữa. Nhưng mà vấn đề ở đây đi vẫn là tiền. Giờ này nghỉ ngơi đó. Rồi bây giờ bắt đầu thanh lý cái đống đồ của mình. Cái này ngon nhất nè. Giờ cái nào cùi cùi ghép rồi đó. Nhận một lớp siêu nếu như mình có hai cái điểm Hades. Điểm đó đâu ra? Nhận 50% phòng thủ. Nếu một quân địch đua, mình thì sẽ không có bị mà đột tử bởi cái đua đó. Này khá là ngon à. Lấy điểm kháng phép đi. Không lấy điểm kháng phép thì nó có khi nó cộng giao phép. Thử coi. Mấy cái này cũng ngon phết á. Chơi cứu nữa không? Chơi cứu nữa. Tán giờ bài sản anh em ơi. Còn mấy cái dưới này nữa mà. Này gì đây? Gây o hả? Chủ yếu là đem bán cho thương gia nó được giá cao.
Chả biết là gì. Cái gì? 1 tiền. Chỉ có người biết cái giá trị của cái này thì mới mua được cái giá cao thôi. Lừa đảo. Phường lừa đảo. Thấy hiu hiu sao á thì thôi. Thôi bình thường thôi. Gồng lửa hả? Gấu này 44 máu, 44 32 gồng lửa, 230. Nó đánh đâm phép. Cho em này đi trước. Mình không cần đứng nhìn mắt ma nữa. Vào đầu mình sẽ lên đây. Vứt đam cho em này. Triple kill. Mình đây đứng luôn. Dính dách. Nãy không dám xài khiêu trước. Xài khiêu trước là sợ nó vô bị hất nó đi không đánh được nó. Gì ghê vậy? Rồi ơi, cùi bắp. Trời, né vãn đâm cái chết luôn rồi. Quá cứng luôn. Gao sau đi, gao sau hồi máu. Mình gao này hồi những cái nó khá đầy rồi. Có cà vè cái dễ chơi hẳn. Vì hai đứa phản đòn qua lại liên tục vậy đó hả? Ây dạ. Xuyên tâm tuyển. Chinh bà máu. Ủa, đang tuôn mình mà.
Chờ chờ nó ngủ cơ. Vậy còn 16 máu à? Tuần sau mình đi kiếm đường cắm cây kiếm xuống. Siêu rút men rồi đánh bó được rồi. Không cần đánh mang gồng con. Boss gì phèn quá vậy? Đây đây đây, màu vàng đây. Kháng phép. Khi mình nhận một boost. Cái này thì cho con này đúng bài luôn á. Cái này khiếp quá vậy. Git 20 mấy % à? Liều lắm. Bằng với 4 lần con số git. Git cheat cơ của mình. Lấy cả 2. Chỉ có con nít mới lựa chọn, còn người lớn thì chúng ta sẽ lấy cả 2. Cái nào cũng ngon nha. Này làm gì có debut. Hai này chắc lên liền cái nữa. Next chapter hả? Qua cái chương kế là chương sa mạc. Nên nhanh một kỹ năng là sao ta? Nhạc nghe mà chiêu quái không? Vãi, em này lên tới 17 kháng phép rồi. Mình mượn đi. Tăng cơ chính hiệu. Rồi chúng ta đi. Nên đi đường trái phải thôi. Con này đánh xa dữ đi. Con này cũng xa nữa. Con này sẽ thương nhật lý. Ba con đều sẽ thương nhật lý hết. Nên em này trốn nhộn đi. Chúng đen đây.
Đẩy con nguy hiểm này ra xa trước. Xài kêu luôn. Ăn thủ lên. Ủa sao con này nó còn một máu vậy? Tụi nó né rồi. Né nữa. Đánh 5 máu nữa. Hồi máu luôn nè. Cũng được. Tem này ngon. Một xe mi tăng, một thần pháp sư, một cave. Mấy cái này thì giờ lấy vô có thôi. Đi bên đây thì có thể đánh được boss. Đường bên trái thì đi khó hơn á. Nên tôi sẽ đi đường bên trái. Đi đường bên phải thì nó có cái chấm than vàng là gì đó. Thử thách hả? Thử thách cũng được. Giao kế tiếp tất cả các quân của mình đều còn một máu. Chơi. Bản sợ là mới đầu em này sẽ đi di chuyển lên đây cắm cây cọc. Không. Cái lũ đảng gì đấy? Khoan. Rồi ok. Ủa nó lan theo cái đường xiên luôn đó.
Thử coi. Mình đánh nó có bạ đạm là sao vậy? Thôi chết rồi. Rồi, thua rồi. Chim bay thẳng qua mình nó không đánh người luôn. Thất bại. Sai lầm quá, không biết tính toán. Lần đầu gặp cái đó. Ô này là cái ô rất nguy hiểm. Mới đầu tiên đẩy em này lên luôn. Thôi chết rồi còn một máu à, quên nữa. Sủi. Trời quái nó cứng quá, đánh hết thấm rồi. Trời, nó đánh mình không đau luôn. Đó là gãy vũ rồi. Thiên định kiếm. Rồi đầy máu ở đây. Ấy quên cái gương ở trên. Nãy giờ mù lọ không nhìn thấy cái gương.
mấy tiền rồi. Nó béo vậy nào, chấm mà đá máu, chấm máu mà đâm phép kháng phép thì do hai con này giết nó được rồi. Gần chết luôn, vãi. Giờ mình điếu quá rồi, không ổn à. Ủa sao con này nó cũng yếu vậy? Cảm giác mình vừa mạnh mà vừa yếu. 87, 73. Trong này có mà cà đắt chiên mà để hồi phục nữa ta. Ôi mua hết dần làm gì. Máu mình dưới cái đó thì mình hồi được 18 nữa. Cái vàng này cho ai vậy? Người đam vật lý thôi.
Mình đánh nó đánh trả không? Không. Mình đợi chơi luôn. Sắp chết luôn rồi. Thiên định kiếm cái đó. Mày gì vậy? Đồi thông hang mộ luôn. Con này đánh mình mà mình chọt lên này. Vãi lờ, 150 đâm. Có vẻ ổn ổn rồi đó. Gạt cho nó luôn. Thủ đi. Công nhiều quá cũng không tốt. Chưa chết luôn, trông dữ vậy. Nó còn một chấm máu mà cây cú vô thiệt á. Và ghi nữa chứ.
Nhắn nó cứ lỗi em nãy đánh rồi. Đầy máu, cho mày đánh đó. Lúc không cần thì nó lại đi chí mạng. Con game này xếp được không đó? Bây giờ cho anh tăng lên đây. Chết luôn không? Đúng như tính toán luôn, con này nó không chết. Xuống đánh em này phản đòn không? Phản đòn. Này thì năng độc. Cái thiền định kiếm này báo quá chứ. Thiền định thương nhé. Chạy rồi, nó chạy rồi. Không tới rồi. Phui máu, ok. Phui ba lô luôn rồi. Giờ mình sẽ lên full xếp vàng luôn.
Cũng được, 4 triệu feet. Lên phát cuối. Tăng kiểu này ngon hơn nhé. Đầu sót cái màu xanh này đi. Giờ tiền nhiều quá cũng chả biết để làm gì. Đúng rồi. Đây, bây giờ bắt đầu ép đầu tím. Kháng phép hay là né tránh đi, né tránh cho em này. Lấy cái khiêu do con bé này. Gil Gundam Boot. Cái này có bộ được à? Phản đòn ngoài đi boot. Rồi như ép ngọc vậy. Phải. Cái khiêu gì đúng bữa vậy nè. Về một máu. Được, mới luôn. Xếp cái cháp này thì bắt buộc cái con này phải gây đâm không? Thêm phản đòn khi mình đang cho một đợt ghét. Khi đánh tay thì nó gây hiệu ứng chảy máu. Tôi nghĩ là hợp cho cái con này hơn, nhưng mà nó tay ngắn. Được.
Hồi máu thì sao nó ăn thêm 20% đam, đam con này béo à. Quá. Thử hai này. Hai cái này đều ngon hết nhưng mà muốn nó lên vàng hơn. Như cứt. Sai lầm rồi. Cái này thì để đến boss thôi. Giờ hình yếu như muốn thiêu luôn rồi. Chơi ngu rồi. Một pha đi vào lòng đất. Chữ con pha xử lý đi vào lòng đất luôn. Này là gì ta? Chưa mua lần nào hết. Nếu chạy được. Rồi đi thôi. Chơi ngu quá, làm con này yếu xìu luôn rồi. Đến boss luôn kìa. Tôi chưa gặp con boss này lần nào luôn á. Normal thôi. Cũng gì đây? Lần đầu tiên đi được đến đây, quãng đường xa nhất mà tôi từng đi. Bắt buộc phải xếp gì à, không có đổi được. Tại con này mới vô hồi máu, con này còn một máu à. Wow, không chết con nào luôn. Đủ 60 máu. Vãi lờ. Nãy cái viên đó cho con này đã đúng báo luôn rồi nè. Nãy đây nó cắn khiêu một chết ba con luôn rồi. Sao tôi khờ khảo quá. Cút. Cút chỗ khác. Cái gì đây? Cái gì ghê vậy ba? Naruto à? Tuần sau nó tự chết hả vậy? Nó bị phỏng nó chết rồi. Ủa sao con này thôi thớp nữa rồi. Để tí nữa còn xương này thì mình xuống đây.
Cái xét là gì ta? Ở đứng đây mà cũng đánh ở đây được nữa. Không được rồi, cái viên ngọc nó liều quá. Linh đào dữ nào. Dính xuống đây. Rồi 150 máu. Trời, một combo cái gần chết luôn cơ. Ủa sao nó miễn nhiễm vậy? Rồi sao không giết? Phải dụ nó đi vô cổ mộ hay gì á. Ông có đang đứng ngay mộ mà. Không. Miễn nhiễm với tất cả các đam đi vào và tăng cái tỷ lệ chí mạng 30% sau một khi mà cái đòn hấp hối nó đó. Hiệu ứng này chỉ kích một lần thôi. Vậy bây giờ là mày sẽ bay màu phải không? Rồi, có thành tựu mới luôn. Mỗi này là ngon thôi. Cái gì đây? Đua siêu Phan sao? Khi hai cái mảnh mà giao quy này nó giống nhau thì có thể kết hợp lại. Nếu dục phải trên đua siêu thì nó mạnh hơn nhưng khó điều khiển hơn, nên cẩn thận. Được, lấy cái này cho con này được không? Còn chapter nữa. Cái này nguy hiểm vậy kìa. Chắc được bỏ. Chứ cái đúng kiểu chịu đấm ăn xôi luôn. Ủa, hai cái màu vàng là sao? Cái này nó không có màu vàng. Màu vàng thì mày để đây nó có lên vàng không? Vẫn lên à. Nhưng mà tại sao hai này nó vàng đó? Thử rồi. Khoan khoan, nó đang chọn cái này. Nếu như mình chọn cái bên phải mình nâng thì nó sẽ chọn cái này. Quốc mình tủ mới luôn. Quyền thổi lên gần.
mới đỡ đây. Mát có thành tựu không? Không. Em lại lên đi, một điểm thủ hay là một điểm công thủ đi. Rồi từ thử một chapter mới rồi tôi nghĩ rồi. Này cuối tuần nên chơi đương nhiên thôi. Wow, gì sao ẩn được cái hình trên này đó. Mình vô làng rồi nè, nhìn mấy thanh niên này giống mà thanh niên tu tiên á. Đam Nhật Lý, Đam Nhật Lý, toàn bộ Đam Nhật Lý mà có đem phép nào. Chị sẽ đặt thằng này ở đây. Rồi go. Ui, không đam. Lên quân công lên. Rồi đợi đây đi. Bài màu. Rồi kêu nó bọc nó. Nhất kích tất sát. Cái gì? Nổ bằng này không? Không chết luôn. Chơi chơi chơi. Năm máu nữa. Mày hứa hả? Đột tử luôn rồi. Hồi máu cái đi. Tôi thấy bui kiểu này có vẻ hiệu nghiệm rồi. Bài màu. Ok. Rồi. Nghỉ đây thôi. Không biết con game này nó có lưu được giữa đường không. Lên uống. Ok, bye bye anh em. Không có, có sếp về quýt nè. Ok, bye bye anh em. Game này nói chung là giá khá là rẻ, nhưng mà nó cũng rất là hay. Đây. Nãy giờ thì tôi bận treo gần tiếng đồng hồ á. Nãy lúc xong cái gạo thứ nhất đi nhận đồ mới lấy về. Thành tựu thì mới chơi được chút xíu thôi. Còn mấy con boss phượng vàng nha nó nè. 47% những người đạt được thành tích này. Nên game này tôi nghĩ thời gian chơi nó còn hơn rất là nhiều. Giá game cũng khá là rẻ nha. Nó chỉ có là 100 ngàn thôi. Đợt mà nó giảm gần đây nhất thì nó còn có 75 ngàn à. Anh em hứng thú thì có thể thử qua game này. Một game mà tin bay từ ô rất là thú vị.